Hello anh em, hôm nay mình lại cung cấp cho anh em mã code của tựa game kho báu huyền thoại bản Việt Nam. Anh em xem sao của mình thì hay với ích thì anh em có thể để lại cho mình xin một đăng ký kênh này, một like và một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, chiêu mộ luôn, 10 lần luôn, để xem có gì không nào. Được con Hawkin anh em ạ, được con Hawkin. Thôi nhá, mình ra nhập cốt cho anh em luôn. Cốt của chúng ta ngày hôm nay sẽ là 9 này. 1E7D 7D C 88 F E à FD chứ FD FC. Ok, mình sẽ nhập luôn. Chúng ta vẫn được 200.000 mili, được 100 kim cương và được một cái dương đá cấp 1, ngẫu nhiên cấp 1, được 5 viên anh em nhé, được 5 cầm bao và được 5 mảnh của con Boa. Đó. Ok, thì video của mình sẽ kết thúc đây anh em nhé. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.